Ngay bây giờ tại sân khấu này thì Minh Hiếu xin được mời anh Liên Kiến Quang. Anh Quang ơi, anh Quang có một điều nho nhỏ muốn tâm sự với chị. Em chưa biết là chuyện gì mà anh Quang đó là một mực phải giữ chị ở lại sân khấu. Em không biết là điều gì nữa. Dạ xin mời quý vị, đó là sinh nhật của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng. Happy birthday. Hát chung với chị ơi. Happy birthday to you. Happy birthday. Liên Kiến Quang, một đứa em thân yêu của chị Thanh Hằng suốt bao nhiêu chục năm qua đã kề cận danh phận đồng hành cùng chị, và hôm nay là một cái hạnh phúc lớn nhất mà khi Thanh Hằng được về chùa Thiên Phước, được sự chứng kiến của quý thầy ngồi dưới kia. Hôm nay là ngày con được ra đời, và cái niềm đau nỗi khổ con đã gánh nặng cuộc đời suốt mấy chục năm qua, và hôm nay con được về chùa, con xin được hưởng hồng ân phước quân đức thầy của quý thầy đã gieo duyên cho chúng con, để chúng con được vượt qua bể khổ ải này, để chúng con được theo chánh pháp, để học hỏi nhiều hơn nữa, và sẽ tu luyện cho bản thân mình để làm tốt, cho đẹp, cho đời, cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ bây giờ để đến theo thủ tục thì chị Hằng sẽ thổi nến cùng đến nha quý vị ơi. 1, 2. Trước khi thổi nến thì con xin thành tâm thân nguyện cho toàn cả thế giới, cho tất cả chúng sanh chúng ta phải vượt qua tất cả bệnh hoạn, nhất là bệnh Covid-19 đang động hành cho bà con chúng ta rất là nhiều. Cho nên rằng là xin quý vị hãy cầu nguyện cùng với Thanh Hằng để cho tất cả chúng sanh, cho tất cả bà con trong thế giới này được vượt qua khỏi căn bệnh nguy hiểm này. A Di Đà Phật. Cảm ơn sinh nhật cùng với cô Hằng hả? Dạ rồi. Và nếu như hôm nay hoặc là trong tháng 12 này có ai sinh nhật cùng tháng với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng, chúc cho quý vị sẽ luôn tràn đầy sức khỏe, tràn đầy phước báo, và vượt qua những đại dịch, vượt qua những tai nạn thật bình an. Một lần nữa dành một tràng vỗ tay cho tất cả chúng ta, đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng. Xin cảm ơn chị rất nhiều và chúc mừng chị ạ. Dạ. Chị Thanh Hằng còn quà tặng cho tất cả quý bà con cô bác ở đây nữa ạ. Nãy giờ hát đạo nhiều, bây giờ cho hát đời. Được chị. Dạ hát đời để con hát hai câu vọng cổ được trích trong vở cải lương rất là nổi tiếng mà kinh điển nữa. Hát cho quý vị nghe cho đã, tại vì lâu lâu về quý vị đã nghe những bài nhạc Phật hát về những bài đạo nhiều rồi. Bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức hai câu vọng cổ được trích trong một vở cải lương rất nổi tiếng của soạn giả Yên Lan được mang tên Quang. Sớm ca anh sẽ giết, giết cả em sau. Thù hận nào ngăn lối, tình yêu tôi đã rời eo sông, đành xa cách nhau từ đây. Bỗng nhiên sao đôi mắt lệ
Với mọi người ở đây thì chị Hằng hát xong chị Hằng cảm thấy đã không, và chị Hằng cảm thấy nơi đây khác gì so với nhiều nơi khác mà chị Hằng đã đến không? Ngoài cái bánh sinh nhật còn gì khác nữa không chị? Còn cái tình thương, một cái tấm chân tình thương yêu ấm lòng lắm, hát mà không muốn xuống chút nào hết trơn. Nếu quý vị cho phép hát nữa chắc có lẽ là Thanh Hằng sẽ hát nữa. Được không thấy? Dạ thôi thì bây giờ một trích đoạn nữa, hát xong cái trích đoạn này nữa rồi sẽ bên trong mấy em còn chờ nhiều lắm, cho nên Thanh Hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý vị. Lâu lâu mới về đây một lần mà không biết rồi rồi khỏi chỗ này có trở về lại đây nữa hay không. Thôi thì bây giờ đây là một kỷ niệm đẹp, Thanh Hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý vị một trích đoạn cải lương rất nổi tiếng của soạn giả Hoàng Anh Chi, được mang tên Như Ý Kiều Tướng Quân. Xin mời quý vị thưởng thức. Yeah.
ơi. Em hát, chị hát cũng đã lắm em. Tê tái con đi luôn. Giờ thấy cái tấm chân tình thương yêu của quý bà con cô bác. Đây là những món quà mà từ trái tim của quý vị đã thương mến tặng cho Thanh Hằng. Thanh Hằng xin bạn phép quý vị cho Thanh Hằng được gửi gắm những món quà này để được cúng dường cho chùa. Để có thể là thầy mua trái cây hoặc là nhang đèn để cúng Phật, để cầu nguyện cho quý vị luôn luôn lúc nào sức khỏe cũng dồi dào và an lành hạnh phúc. Dạ con xin Phật, cảm ơn thầy. Xin lỗi thầy, hay nhận dùng con thầy. Dạ con xin được mời thầy cùng lên sân khấu để sư tướng Thanh Hằng ạ. Và xin một khúc nhạc để chúng ta chúc mừng cho tấm lòng của người sư tướng Thanh Hằng gửi đến từ Thiên Phước. Và chúc chúng ta sẽ thật bình an và tấm lòng của tất cả quý vị nãy giờ cũng thật hoan hỷ. Xin cảm ơn ạ. Dạ quý vị hãy thưa Thanh Hằng và cùng với Thanh Hằng đó, mình hãy đem tấm lòng của mình để gửi gắm cho thầy nha các em, cho quý vị nha. Dạ xin chào, cảm ơn. Dạ xin chào tạm biệt. Dạ xin hẹn gặp lại. Dạ thôi thì bây giờ Thanh Hằng xin kính chúc quý vị, quý gia đình được an khang thịnh vượng, dạ sự như ý và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha quý vị ơi. Xin tạm biệt, tạm biệt. I love you. Trời, khúc cuối em mới hết hồn. Chị Thanh Hằng tin quá quý vị ha. Dạ, như quý vị thấy đó, vừa rồi trên sân khấu là phải nói là cuồng phong vũ bão.